giới thiệu với mấy em một vài cái cách dùng về các cái ách vẹt mà. Thì mấy em biết rồi, ách vẹt mà thì nó phải nằm sau vẹt mà. Nói thì lý thuyết thì biết vậy, nhưng mà trong thực tế vô số các em cứ dùng theo tiếng Anh. Có khi ách vẹt của mấy em để ngay sau suy rê, thông thường nhất của mấy em để sau suy rê, hoặc là có khi mấy em để tới cuối câu mới để ách vẹt. Mà tại vì tiếng Anh thì hình như là nếu mà cô không lầm thì vị trí của nó thì đa dạng, nhưng tiếng Pháp thì nó chỉ có thể đứng ở đầu câu hoặc là nó đứng sau động từ. Cô lấy vài ví dụ. J'aime bien la musique, tôi rất là thích âm nhạc. Rất nhiều em viết là j'aime la musique bien, đó, rất nhiều em viết câu đó đó. Hoặc là đây nè, il aime beaucoup la médecine, anh ấy rất yêu cái ngành y. Il aime beaucoup, có nhiều em cứ viết là il aime la musique mà beaucoup cho nó ra sao rất là sai tật đó. Đó, cái đó có nghĩa là ảnh hưởng vì tiếng Việt Nam sang. Còn đây il va souvent à la ferme de son ami, anh ấy thường đi tới cái nông trang của bạn anh ấy đó. Rất thường khi mấy em toàn là in mà su văn, toàn là để cái chữ su văn ngay sau, ngay sau chữ in đó. Rất thường luôn ạ, cô nghĩ chắc do tiếng Anh mà nó làm sao. Còn ở đây lại có một câu như vậy. In va su văn a la piscine, anh ấy thường đi tới hồ bơi. Mà lại có em là viết thêm cái câu là in va su văn a la piscine và còn thêm chữ le weekend. Có nghĩa là trong tiếng Việt Nam mình là anh ấy thường đi tới hồ bơi vào ngày chủ nhật. Tiếng Tây thì viết như vậy là sai rồi đó. Anh ấy thường đi tới hồ bơi, tức là 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày anh đi một lần, anh thường đi. Hoặc là ngày cuối tuần thì anh đi, phải chọn một trong hai. Chứ không thể mà thường đi tới hồ bơi vào vài ngày chủ nhật. Thì đối với tiếng Pháp như vậy là không có nghĩa cụ thể đó. Thường đi hay là chủ nhật mới đi, phải chọn một trong hai đó. Nếu ta chọn cái này rồi thì cái này ta phải bỏ đi, chứ ta không thể lấy cả hai. Ngoài ra có đôi khi đó có những động từ mà sau đó ta để tính từ. Cái chữ heureuse là adjective, là tính từ. Mình biết rồi, hạnh phúc, sung sướng vậy đó. Nhưng mà mình có cái trạng từ heureusement, may mắn thay, mừng thay, chứ không phải là ví dụ như họ sống mà mình để chữ heureusement. Ils vivent heureux dans une petite maison, họ sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ. Còn cái chỗ đây thì heureusement, may thay. Ils trouvent enfin une jeune fille qui l'accepte, anh ấy đã sau cùng cũng tìm ra được một cô gái mà chịu chấp nhận anh ấy. Đây cô dùng chữ qui là pronoun relative. Qui đó tất nhiên là nó thay cho cái từ đứng ngay trước nó, qui accepte. Còn cái chữ này là chữ le, tức là COD, để thay thế cho cái chủ từ in ở đây.